Trừ Tư là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ có độ thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung. Chính vì thế, mọi động thái của cô nàng đều được dân tình nắm bắt rất nhanh chóng. Là tiểu hoa hot nhất nhì lưới 95 của Cbiz, vậy nên những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Trừ Tư luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Ngoài Người yêu và Rèm ngọc châu xa, cô nàng còn có Hãy để tôi tỏa sáng hợp tác cùng Trần Vĩ Đình. Mới đây dân tình được fan bất ngờ khi Trừ Tư liên tục có động thái mới. Cụ thể hôm nay đại hội chiêu thương gửi dư khư đã được tổ chức một loạt dự án phim sắp chiếu công bố tư liệu mới, cùng với đó là các dự án sắp khởi quay. Trong đại hội chiêu thương gửi dư khư, dự án phim Người yêu đã chính thức được công bố. Theo đó nam nữ chính của phim là Trừ Tư và Bành Quán Anh. Ngay khi công bố, khán giả đã vô cùng mong đợi được thấy màn hợp tác của Trừ Tư và Bành Quán Anh. Được biết Trừ Tư và Bành Quán Anh có chiều cao chênh lệch lên đến 30cm nên rất hợp đóng cặp đôi yêu đương. Bên cạnh đó, ngoại hình của hai ngôi sao này cũng có sự đối lập khi một bên ngọt ngào đáng yêu, một bên lại điềm tĩnh điển trai. Cặp đôi Trừ Tư và Bành Quán Anh hiện đang là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn phim ảnh. Người yêu là phim tình cảm hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu Ngư Vô Dạng của tác giả Hera. Phim sẽ do đạo diễn Đặng Khoa của Ở Rể giữ Phượng Hành chỉ đạo. Theo nội dung sơ lược, Trừ Tư đóng vai Nguyễn Dư. Đêm trước ngày tốt nghiệp cao học, cô gặp gỡ Đặng Dực Bành Quán Anh trong lúc đi làm thêm gia sư. Nguyễn Dư khát vọng bám trụ ở thành phố lớn, còn Đặng Dực mong muốn thoát khỏi sự sắp đặt và gò bó của gia đình. Họ vô tình bị thu hút bởi nhau, bước vào thế giới của nhau, thấu hiểu nhau. Tuy nhiên, vì gia đình Nguyễn Dư bất ngờ gặp biến cố mà mối tình của hai người cũng phải kết thúc. 4 năm sau, Nguyễn Dư sau khi tốt nghiệp đã ở lại trường đại học để làm việc và có cuộc sống ổn định. Trong khi đó, Đặng Dực một mình về nước thành lập công ty kinh doanh các sản phẩm dã ngoại. Hai người tình cờ gặp lại nhau nhờ cuộc thi thể thao của trường đại học. Trong quá trình làm việc với nhau, họ nhận ra hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Nguyễn Dư một lần nữa tìm lại ước mơ của mình từng bị bỏ quên trước đây. Cô ra nước ngoài để học chuyên sâu. Lại 4 năm nữa trôi qua, cả hai hội ngộ nhau trong khi tham dự một diễn đàn của ngành. Hai con người xa cách lâu ngày gặp lại đã quyết định sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Họ dũng cảm theo đuổi tình yêu, cuối cùng đã cùng nhau vẽ nên cái kết đẹp cho cuộc tình 8 năm của mình. Trừ Tư và Bành Quán Anh được kỳ vọng sẽ là cặp đôi bùng nổ màn ảnh nhỏ khi Người yêu lên sóng vào năm 2025. Bộ phim dự kiến có 24 tập sẽ được phát hành trên nền tảng Youku. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trừ Tư chưa có phim mới lên sóng, trong khi Bành Quán Anh ghi dấu ấn với vai bạn trai của Lưu Diệc Phi trong phim truyền hình Câu chuyện Hoa hồng. Bên cạnh đó, trong đại hội chiêu thương của Dư Khư còn công bố poster mới của Trừ Tư trong dự án cổ trang Rèm ngọc châu xa tái hợp cùng Lưu Vũ Ninh. Theo thông tin được hé lộ, bộ phim đã thông qua kiểm duyệt, dự kiến sẽ lên sóng trong khoảng thời điểm cuối năm nay. Vốn dĩ màn ảnh Hoa ngữ đang trong thời kỳ lạnh giá nên công chúng rất hy vọng Rèm ngọc châu xa có thể giúp thay đổi tình trạng hiện nay. Đây là bộ phim đánh dấu lần thứ hai Trừ Tư và Lưu Vũ Ninh sau dự án Trường Ca Hành lên sóng vào 3 năm trước. Loạt tạo hình thời đường của nàng tiểu hoa 95 trong phim nhận được vô số lời khen ngợi.